Xin chào các em học sinh. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em giải bài 28 trang 67 sách giáo khoa toán 7 tập 2. Đề bài đó là cho tam giác DEF cân tại D với đường trung tuyến DI. Ý A chứng minh tam giác DEI bằng tam giác DFI. Ý B cho biết số đo hai góc DIE e và DIF. E, Ý C biết DE bằng DF bằng 13 cm. EF bằng 10 cm. Hãy tính độ dài đường trung tuyến DI. Thì ở đây chúng ta có là chứng minh hai tam giác bằng nhau. Như vậy là chúng ta sẽ phải dựa vào tam giác cân để có các cạnh, các góc bằng nhau và trung tuyến. Tính số đo góc này thì chúng ta sẽ dựa vào hai góc bằng nhau. Và hai góc này là hai góc kề bù. Ở trên hình vẽ thì cô có tam giác DEF là tam giác cân tại D nên là DE sẽ bằng DF. Góc E sẽ bằng góc F do hai tam, do tam giác DEF cân tại D. Có DI là đường trung tuyến thì đây cô gọi I là trung điểm của EF thì DI chính là đường trung tuyến. Thì ở đây Chúng ta xét tam giác DEI và tam giác DFI thì trên hình chúng ta đã nhìn thấy ngay đó là hai tam giác này bằng nhau theo trường hợp cạnh góc cạnh dựa vào thông tin từ giả thiết mà chúng ta vừa khai thác. Từ đây thì cô cùng các bạn sẽ đi trình bày lời giải chi tiết của bài 28 như sau. Lời giải chi tiết đầu tiên là chúng ta xét luôn hai tam giác xét tam giác dei và tam giác dfi có hai tam giác này có de bằng với df do de bằng df do tam giác def là cân tại d ta có góc dei bằng góc dfi điều này cũng có do tam giác def cân tại d ta có ei bằng với fi do di là trung tuyến Từ đây thì chúng ta sẽ suy ra tam giác DEI bằng với tam giác D -F I theo trường hợp cạnh góc cạnh. Như vậy thì chúng ta đã chứng minh xong ý yeah. A. Giờ chúng ta chuyển sang ý B. Ý B đề bài yêu cầu tính số đo góc DIE và DIF. Chúng ta thấy hai góc đó đều nằm trong hai tam giác này. Mà ta có hai tam giác này bằng nhau suy ra hai góc DIE bằng góc DIF. Vì tam giác DEI bằng tam giác DFI. Theo trường hợp cạnh góc cạnh chứng minh trên nên góc DIE sẽ bằng với góc DIF. Ta có hai góc này bằng nhau. Mặt khác ta có hai góc này là hai góc kề bù nên tổng của nó bằng 180 độ. Mà góc DIE cộng với góc DIF bằng 180 độ. Chúng ta phải giải thích vì sao bằng 180 độ. Là do đây là hai góc kề bù. Ta có hai góc bằng nhau mà tổng của chúng bằng 180 độ. Từ đây thì sẽ suy ra Mỗi góc là bằng 90 độ. Như vậy là chúng ta đã tính xong số đo góc DE và DIF. Giờ chúng ta chuyển qua ý C. Ý C đề bài cho biết DE bằng 13, DF cũng bằng 13, EF là bằng 10. Đề bài yêu cầu chúng ta tính DI. Mà ý trên chúng ta đã có DIE bằng góc DIF bằng 90 độ, có nghĩa là góc này vuông. Góc này vuông thì chúng ta sẽ áp dụng định lý Pythagore trong tam giác vuông DEI để tính được DI. Mà trước khi tính được DI thì chúng ta phải đi tính EI dựa vào EF đã cho. Ta có EI bằng với YF và bằng EF chia 2 do DI là trung tuyến nên Y là trung điểm của EF. Từ đây, thì chúng ta thay số vào suy ra EI bằng IF và bằng EF là bằng 10, 10 chia 2 sẽ là bằng 5 cm. Vì và chúng ta sẽ phải chỉ ra góc này vuông vì góc DIE là bằng 90 độ chứng minh trên nên áp dụng định lý Pythagore. Pythagore vào tam giác vuông D, I, E Ta có Ta có góc D, I, E bằng 90 độ nên tam giác D, I, E vuông từ đó thì ta áp dụng định lý Pythagore và tam giác vuông thì ta sẽ có D, E bình bằng D, I bình cộng với EI bình. Từ đây thì chúng ta suy ra DI bình sẽ phải bằng tổng là DE bình trừ đi số hạng đã biết là EI bình. Mà DE đề bài đã cho là 13, như vậy là 13 bình trừ đi EI, EI e chúng ta vừa tính được là 5, như vậy đây sẽ là 5 bình phương. 13 bình là bằng 169, 5 bình là bằng 25,

Như vậy, đến đây chúng ta đã hoàn thành xong bài 28 trang 67 sách giáo khoa toán 7 tập 2. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo.